Viện Kiểm sát thì đã nhận định là chính việc làm tắc trách của Cục trưởng Cục Quản lý Dược Bộ Y tế thì đã tạo điều kiện cho các bị cáo trong vụ VN Pharma thực hiện hành vi sai phạm nghiêm trọng về pháp luật, y đức và đạo đức xã hội gây bức xúc trong dư luận. Trước đó vào năm 2011 thì 8 doanh nghiệp sản xuất dược ở phía Nam đã cùng ký đơn tố cáo Cục trưởng Cục Quản lý Dược khi đó là ông Trương Quốc Cường để gửi lên các cơ quan chức năng cấp cao. Tuy nhiên vụ việc đã nhanh chóng bị rơi vào quên lãng. Đây là lá đơn tố cáo Cục trưởng Cục Quản lý Dược Trương Quốc Cường mà 8 doanh nghiệp dược ở phía Nam đã cùng ký để gửi lên các cơ quan chức năng cấp cao vào tháng 9 năm 2011. 8 doanh nghiệp ký tên trong đơn là công ty Imecpha, công ty Azimecpharm, công ty S-Pharm, công ty Minh Hải, công ty Tifaco, công ty liên doanh Stada Việt Nam, công ty Pimefaco và công ty Dược phẩm Khánh Hòa. Người ký tên cho các đơn thư gửi lên cấp thẩm quyền đều là tổng giám đốc hoặc phó giám đốc doanh nghiệp. Trong đơn, các doanh nghiệp tố cáo lãnh đạo Cục Quản lý Dược ưu tiên cho các công ty sân sau khi ký rất nhiều đơn hàng không có số đăng ký cho các công ty này, ngăn chặn không duyệt đơn hàng cho các công ty khác. Ngoài ra, đơn thư còn nêu rõ việc ông Cường ưu ái cho công ty cổ phần dược phẩm BV Pharma nhập khẩu nhiều tấn tiền chất ma túy PSE để sản xuất thuốc cảm cúm. Cái chuyện 8 doanh nghiệp mà thư kiện cục ấy, thì đấy là lần đầu tiên các doanh nghiệp là dám đứng đơn để thư kiện. Chứ còn nếu mà bảo mà nghe dư luận trong ngành, nghe mà gọi là nói thôi, rồi thì không có thành một cái việc gì chính thức thì nó rất nhiều. Để đến mức mà người ta phải thư kiện, để đến mức mà người ta phải là tức nước vỡ bờ. Chúng ta đang là phòng chống tham nhũng, đang là... Vào tháng 9 năm 2011, 8 doanh nghiệp làm đơn kiện Cục trưởng Trương Quốc Cường, thì đến tháng 12, hai trong số 8 công ty này là công ty Imecpharm và công ty liên doanh Stada Việt Nam đã bị Bộ Công an khởi tố vì vi phạm quy định về quản lý sử dụng thuốc gây nghiện. Tuy nhiên, tháng 4 năm 2012, Bộ Công an đã hủy quyết định khởi tố với công ty này. Thực tế của các công ty dược này trái ngược hoàn toàn với VN Pharma khi mà công ty này phát triển thần tốc mà không bị một rào cản nào. Vina Pharma có hối lộ không để mà Vina Pharma dễ dàng là một cái đơn vị vừa mới thành lập một thời gian rất ngắn, một công ty rất nhỏ thì chiếm được rất nhiều các hợp đồng cung cấp thuốc vào các bệnh viện lớn. Tôi nghĩ rằng đây là một dấu hiệu mà không thể bỏ qua. Đến người dân thường còn biết thì tôi nghĩ rằng cơ quan điều tra không thể là không biết được. Tôi nói đơn giản nhất đó chính là cái thời gian để cấp số đăng ký chẳng hạn. Có những đơn vị thì rất nhanh mà có những đơn vị thì rất lâu. Đó, thì như vậy là nó sẽ gây ra những cái dư luận và những cái nghi ngờ. Đó. Nghi ngờ thì chỉ là nghi ngờ thôi. Ở đây tôi cũng không dám kết tội một ai. Vào thời điểm diễn ra phúc thẩm vụ án VN Pharma, phóng viên VTC1 đã tìm đến trụ sở của công ty Imecpharm tại Bình Dương để tìm hiểu về câu chuyện cách đây hơn 5 năm của doanh nghiệp khi gửi đơn kiện Cục Quản lý Dược. Tuy nhiên, lãnh đạo doanh nghiệp tại đây lấy lý do đi công tác nước ngoài, chưa biết ngày về. Đại diện công ty ở Đồng Tháp cũng từ chối cung cấp thông tin với lý do muốn yên ổn để làm ăn.